Quý vị thân mến, nhiều năm nay, tại đảo Thổ Chu, xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã kiên trì thực hiện đề án 02 về việc tổ chức các hoạt động tình nguyện, tham gia xây dựng đảo Thổ Chu thành đảo thanh niên với nhiều hoạt động tích cực. Sau 20 ngày cùng làm việc và sinh hoạt, các chiến sĩ tình nguyện đã lần lượt hoàn thành các công trình tại đảo. Nhiều công trình hướng đến việc bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân xã đảo. Như mô hình cá ăn rác, các chiến sĩ đã sáng chế những sọt rác theo mô hình con cá bằng sắt khổng lồ và lắp đặt các sọt rác này tại những vị trí công cộng như dọc đường ven biển, khu đền thờ để người dân bỏ rác thải. Với các hộ dân đang sinh sống trên bè cá ngoài biển, các chiến sĩ tình nguyện đi ghe ra từng nhà bè để tặng quà và vận động người dân cùng nhau bảo vệ môi trường. Một trong những công trình trọng điểm năm nay là công trình nhà ăn tại đền thờ Thổ Chu. Đây là công trình được các chiến sĩ triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu đặt chân lên đảo. Dù thời tiết nơi đảo xa không được thuận lợi, mưa nắng thất thường, nhưng các chiến sĩ vẫn làm việc bằng tất cả nhiệt huyết và tinh thần xung kích của tuổi trẻ. Bản thân mình là đã tham gia tình nguyện ở nhiều nơi rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình đến với đảo Thổ Chu. Và lần đầu tiên mình đảm nhận một công trình là tương đối lớn so với cái mức ở sinh viên. Thì mình cảm thấy rất là vui khi mà có cơ hội cọ sát với thực tế để mình có kinh nghiệm để sau này mình ra mình đi làm đúng với chuyên môn xây dựng của mình. Trong các hoạt động hè tình nguyện năm 2019, các chiến sĩ tình nguyện mùa hè xanh và kỳ nghỉ hồng tiếp tục vượt quãng đường hơn 600 km qua nhiều phương tiện di chuyển, đến đảo thực hiện nhiều hoạt động như tổ chức các lớp ôn tập hè, sân chơi cho thiếu nhi trên xã đảo, tuyên truyền bảo vệ môi trường, bỏ rác đúng nơi quy định, khám phát thuốc miễn phí cho hơn 500 người dân, trao tặng các phần quà là các nhu yếu phẩm cho các hộ dân tại đảo, sửa chữa điện cho các hộ gia đình khó khăn, thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời tại trạm radar 610, tổ chức các hoạt động tình nguyện kết nghĩa với các đơn vị quân đội, đóng quân ở vùng biên giới hải đảo, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức các hoạt động chăm lo cho con em cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ nơi biên giới biển đảo. Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động tình nguyện trong mùa hè năm nay tại xã đảo Thổ Chu gần 1,2 tỷ đồng. Các hoạt động trọng điểm tại xã đảo trong mùa hè này tập trung vào việc cùng chính quyền địa phương chỉnh trang diện mạo xã đảo, chung sức để xây dựng xã đảo nâng lên thành huyện đảo Thổ Chu. Năm nay là năm thứ tư liên tiếp Thành đoàn Hồ Chí Minh là thực hiện chiến dịch tại xã đảo. Trong những ngày qua, các bạn chiến sĩ chúng ta đã rất là nhiệt tình với tinh thần là xung kích tình nguyện thì tham gia thực hiện một số cái công trình thanh niên như là bếp ăn, đền thờ Thổ Châu cũng như là sân bóng chuyền. Các công trình thật sự rất là ý nghĩa, rất là thiết thực để góp phần xã đảo Thổ Châu xây dựng xã đảo nông thôn mới. Các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng đảo thanh niên tại đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang được Ban Thường vụ Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện theo đề án 02 ngày 25 tháng 11 năm 2016. Đến nay, tuổi trẻ thành phố đã thực hiện được 4 năm và để lại nhiều dấu ấn với người dân và chiến sĩ tại đảo Thổ Chu. Những màu áo xanh, áo hồng tình nguyện sẽ tạm gắn bóng trên cầu cảng, những con đường trên đảo Thổ Chu để quay trở lại với cuộc sống nhộn nhịp của thành phố, để lại những công trình thiết thực ý nghĩa cho người dân nơi vùng đảo tiền tiêu của Tổ quốc.